Học nhiều như vậy đã biết tên thầy là gì chưa? Vấn đề này không quan trọng đúng không? Quan trọng nhất là hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một vấn đề mà các em thấy nó hết sức quan trọng Đấy chính là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, chế biến gỗ và lâm sản ở Việt Nam Vì sao nó quan trọng như thế? Chúng ta thấy rằng là ngành kinh tế chính của nước ta trong năm qua là nông nghiệp, là lâm nghiệp và thủy sản Do đó, cái nguồn nguyên liệu của nó rất dồi dào và nó đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nước ta người ta gọi đó chính là ngành công nghiệp trọng điểm vì thế nó phát triển như thế nào phân bố ra làm sao bài ngày hôm nay thầy cho chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề đó